Thì trong cái slide này chúng ta sẽ nhìn thấy rằng có ba cái mức độ suy tim phân suất tống máu giảm. Trong như bài trước của thạc sĩ Việt Nga đã nói, chúng ta sẽ có là phân suất tống máu dưới 40% và suy tim phân suất tống máu co bảo tồn, tức là phân suất tống máu trên 50%, và có một cái đoạn giữa là suy tim phân suất tống máu mid range, là đoạn giữa trung gian, là từ 40 đến 49%. Và người ta sẽ chia ra trong với cái mid range này thì có thể với điều trị tình trạng bệnh nhân được cải thiện hơn, gọi là improve, nó lên đến phân suất tống máu trên 50%, hoặc là nó có thể bị thoái triển đi nếu như mình điều trị không tốt, hoặc là bệnh nhân bỏ thuốc vân vân, hoặc là những cái nguyên nhân không được giải quyết thì nó sẽ thoái triển đi, thì sẽ chuyển thành là suy tim phân suất tống máu giảm. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào cái nhóm bệnh nhân có suy tim phân suất tống máu bảo tồn, phân suất tống máu trên 50%. Chúng ta thấy rằng là trong cái slide này, tổng kết năm 2018 của Sao và Cộng sự, thì chúng ta thấy là chia ra hai giai đoạn tổng kết dựa trên nghiên cứu Framingham cũng như là nghiên cứu về các bệnh lý tim mạch. Thì dựa cho hai giai đoạn từ 1990 đến 1999 và giai đoạn thứ hai từ 2000 đến 2009, thì chúng ta thấy rằng là tỷ lệ của tất cả các loại suy tim nhập viện có vẻ giảm đi. Với từ năm 2000 đến 2009, suy tim phân suất tống máu giảm có vẻ giảm với cả hai giới nam và nữ. Nam là màu sẫm hơn và nữ là màu nhạt hơn. Tuy nhiên phân suất tống máu bảo tồn thì có vẻ lại tăng lên, thậm chí là với nữ là tăng gấp đôi. Chúng ta thấy là cái tỷ lệ suy tim phân suất tống máu bảo tồn ở nữ có vẻ cao hơn ở nam trong cả hai giai đoạn. Và đến giai đoạn sau này thậm chí nó còn cao lên gần gấp đôi, từ khoảng hơn 3% cho đến 7%. Và ở đây chúng ta thấy là trong cái slide này thì về cái tỷ lệ suy tim phân suất tống máu giảm, suy tim phân suất tống máu bảo tồn cũng như là suy tim phân suất tống máu trung gian mid range đấy, thì theo thời gian dưới từ năm 2010 trở về trước thì có vẻ là suy tim phân suất tống máu giảm, cái tỷ lệ của nó thấp thôi. Suy tim phân suất tống máu giảm, phân suất tống máu bảo tồn thì thấp hơn, còn suy tim phân suất tống máu giảm cao. Tuy nhiên theo thời gian thì chúng ta điều trị có nhiều phương pháp điều trị tốt hơn về thuốc, về các can thiệp, về phẫu thuật, thì cái tỷ lệ suy tim phân suất tống máu giảm nó giảm đi, ở đây khoảng 35%, nhưng cái tỷ lệ suy tim phân suất tống máu bảo tồn này nó tăng lên đến 50%, và người ta thấy rằng là cứ mỗi năm nó tăng lên khoảng 1%. Là mid range nó vẫn là một cái mức độ giữa khoảng 15% thôi. Tí nữa chúng ta sẽ cùng có thể sẽ tìm hiểu tại sao có cái tỷ lệ tăng lên như thế này, và nó là một cái con số rất báo động rằng chúng ta cũng phải tập trung hơn đến cái nhóm bệnh nhân này và cần phải quan tâm nhiều hơn nữa. Và mặc dù nói là suy tim phân suất tống máu bảo tồn nghe có vẻ an toàn hơn, có vẻ ít nặng nề hơn so với suy tim phân suất tống máu giảm, tuy nhiên rằng chúng ta thấy rằng là ở đây với theo một cái nghiên cứu theo dõi trong 5 năm đăng trên tạp chí JCC năm 2017 của SHA, thì khi mà theo dõi trên 5 năm thì cái tỷ lệ tử vong cũng như là tái nhập viện do tim mạch cũng như là tái nhập viện do suy tim, thì ở cả hai nhóm phân suất tống máu giảm màu nhạt cũng như là phân suất tống máu bảo tồn thì có vẻ là tương tự nhau, sự khác biệt là không có sự khác biệt về có ý nghĩa thống kê. Và như vậy thì cái việc điều trị cho cái nhóm bệnh nhân, chẩn đoán và điều trị cho cái nhóm bệnh nhân suy tim phân suất tống máu bảo tồn này cũng đáng phải đặt vấn đề cho chúng ta quan tâm. Nhắc lại một chút về sinh lý bệnh của suy tim phân suất tống máu bảo tồn. Với suy tim phân suất tống máu giảm thì chúng ta sẽ thấy là có một sự tương đối đồng nhất về thay đổi hệ thần kinh giao cảm, thay đổi của hệ renin angiotensin aldosterone và cái hệ peptide lợi niệu. Thì với suy tim phân suất tống máu bảo tồn chúng ta thấy rằng có rất nhiều yếu tố cùng tác động đến cái cơ chế sinh lý bệnh của suy tim phân suất tống máu bảo tồn. Đầu tiên thì chúng ta sẽ phải nói đến là có rối loạn chức năng tâm trương thất trái, và đây cũng là cái lý do mà trước kia cái loại suy tim này, cái nhóm bệnh nhân suy tim này được xếp là suy tim tâm trương. Đó là có rối loạn rồi do phì đại thất trái này, có tăng cái độ cứng của thất cũng như làm giảm cái khả năng thư giãn của thất, và là cái khả năng phù hợp khi mà bệnh nhân gắng sức ấy, cái khả năng co bóp của cơ tim cũng như là giãn ra của cơ tim để chứa máu được nhiều hơn nó cũng bị kém đi. Tuy nhiên không chỉ có rối loạn về chức năng tâm trương thất trái, ở trong suy tim phân suất tống máu bảo tồn còn có thêm những cái rối loạn khác ở trong tim, ví dụ như là những cái rối loạn chức năng tâm thu ở thất trái và dưới lâm sàng. Người ta thấy rằng là khi mà làm siêu âm độ Doppler spectral tracking thì chúng ta thấy là có những cái rối loạn có giảm co bóp của có giảm cái chỉ số gọi là chỉ số co GLPS của thất trái. Cũng như là có rối loạn chức năng tâm thu của thất phải, cũng như là có cái sự mất đồng bộ trong thất trái thì thường gặp nhiều hơn ở suy tim phân suất tống máu giảm, nhưng cũng có thể gặp ở nhóm bệnh nhân suy tim phân suất tống máu bảo tồn. Ngoài ra những cái yếu tố trong tim thì chúng ta còn có những yếu tố ngoài tim cũng tác động đến cơ chế sinh lý bệnh của suy tim phân suất tống máu bảo tồn, đó chính là có bất thường về mạch máu, nó tăng độ cứng của mạch máu này, tăng độ cứng của động mạch chủ, và do đó thì nó làm mất cái sự phối hợp matching giữa thất và động mạch, bởi vì là khi mà bệnh nhân gắng sức lên thì cái động mạch nó thường giãn ra, nó làm tăng khi bệnh nhân gắng sức, và do đó thì nó bệnh nhân có suy tim phân suất tống máu bảo tồn có thể khi mà cái triệu chứng của họ không rõ rệt khi nghỉ, nhưng khi gắng sức thì cái triệu chứng khó thở của nó sẽ được bộc lộ rõ hơn.
Và trong suy tim phân suất tổng máu bảo tồn thì có một đặc điểm nữa cũng rất chú ý, đó rằng là cái tỷ lệ của các bệnh lý mắc kèm rất là cao. Các bệnh lý mắc kèm có thể là những bệnh lý của tim mạch, ví dụ như là bệnh cơ tim phì đại, bệnh cơ tim thâm nhiễm, hoặc là tăng huyết áp hệ thống, hoặc là bệnh lý động mạch vành, không phải nhồi máu cơ tim. Hoặc là những cái nguyên nhân ngoài tim, nói đến rất nhiều, ví dụ như là thừa cân béo phì này, hội chứng chuyển hóa, tiểu đường, có triệu chứng đề kháng insulin, hoặc những cái rối loạn đó suy thận, hoặc là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, rối loạn giấc ngủ, ngừng thở khi ngủ, hoặc là những cái trường rối loạn của thần kinh cơ, hoặc là thiếu sắt. Và rất nhiều cái yếu tố về xã hội cũng như là dân tộc, ví dụ như là tuổi này, giới nữ này, bệnh nhân ngừng bệnh nhân mãn kinh này, hoặc là những cái theo lối sống tĩnh tại. Và tất cả những cái biến đổi những cái bệnh lý này thì ta thấy rằng là với những bệnh nhân suy tim phân suất tổng máu bảo tồn có thể phải đến hơn 50% các bệnh nhân là có ít nhất là 4 cái bệnh lý mắc kèm, và chính vì vậy thì nó tạo ra một cái hệ thống, một cái nhóm bệnh nhân nó rất là đa dạng, và chính vì vậy thì nó cũng sẽ rất là làm cho cái việc điều trị những bệnh nhóm bệnh nhân này nó sẽ là khó khăn. Chúng ta sẽ phải cá thể hóa chứ không sẽ có một cái nhóm thuốc nào mà nó điều trị được cho tất cả những bệnh nhân suy tim phân suất tổng máu bảo tồn, giống như là chúng ta sẽ có những cái nhóm thuốc điều trị gọi là đặc hiệu cho bệnh nhân có suy tim phân suất tổng máu giảm. Và với tất cả những cái tình bệnh lý mắc kèm như thế này thì nó sẽ làm cho những cái biến đổi, một loạt những cái biến đổi, nó tạo ra một cái tình trạng gọi là phản ứng tiền viêm, cái tình trạng tiền viêm ở mức độ thấp ở trong cơ thể, nhưng nó sẽ ảnh hưởng đến cơ tim cũng như là các hệ thống mạch máu trong cơ thể cũng như là toàn bộ những cơ quan khác trong cơ thể. Nó làm nên phì đại thất trái này, sơ hóa cơ tim này, có rối loạn về cái thần kinh cơ này, rối loạn mất điều hòa thần kinh, hệ thống hormone thần kinh này, mất điều hòa cái hệ thống ngoại bào, cũng như là rối loạn chức năng nội mạc, rối loạn chức năng của ti thể cũng như là vi mạch, hoặc là rối loạn chức năng của hệ nội mạc, và nó mất cái làm phá bỏ cái hệ thống truyền tín hiệu giữa GMP vòng và protein kinase, và do đó nó làm tăng cái khả năng bị phì đại cơ tim ra, hoặc là giảm cái việc hấp thu canxi cho bởi hệ thống nội bài, do đấy cái khả năng co bóp của cơ tim nó cũng kém hơn, và kết quả của nó là làm giảm cái hiệu quả của tim này, làm giảm sản xuất ATP, cái tưới máu cơ tim bị kém, cũng như là cái sự thư giãn của cơ tim bị kém, và dẫn đến cái bệnh lý người ta mà biểu hiện trên lâm sàng đó chính là suy tim, nhưng phân suất tổng máu của bệnh nhân vẫn bảo tồn. Thì để chẩn đoán suy tim phân suất tổng máu bảo tồn thì nó cũng đầu tiên vẫn là những cái triệu chứng mà dấu hiệu làm cho bệnh nhân phải đến khám với chúng ta, người ta gọi là những cái dấu hiệu và triệu chứng của suy tim. Triệu chứng là cái mà bệnh nhân cảm nhận được, và dấu hiệu là những cái mà bác sĩ khám để phát hiện ra. Ví dụ như là khó thở, thường nhất đấy là những cái triệu chứng mà bệnh nhân phải đến khám với bác sĩ tim mạch. Khó thở có thể là khó thở khi nằm, khó thở ban đêm này, mệt mỏi, hoặc là giảm công lực khi gắng sức. Một số những cái triệu chứng ít gặp hơn, nó ít điển hình hơn vì chúng ta có thể gặp ở những bệnh lý khác như bệnh lý ở phổi này, hoặc là bệnh lý về tiêu hóa vân vân, bệnh lý về thần kinh. Về dấu hiệu khá khám nhận biết được và có bác sĩ thì gồm có tĩnh mạch cổ nổi, phản hồi gan tĩnh mạch cổ, hoặc là tiếng T3 trên lâm sàng với những bệnh nhân có suy tim cấp. Và một số trường hợp thì chúng ta sẽ có cái biểu hiện như là có tăng cân này, hoặc là giảm dinh dưỡng gây nên giảm cân ở người có tuổi, có phù này, có gan ở phổi này, hoặc là gan to cổ trướng vân vân. Và theo như cái phân loại suy tim năm ESC năm 2016 đúng không ạ? Nếu như bệnh nhân vào vì suy tim có những triệu chứng cơ năng và hoặc thực tổn ở trên và có phân suất tổng máu, chúng ta làm siêu âm tim thường quy, chúng ta thấy phân suất tổng máu dưới 4% thì chúng ta kết luận luôn là bệnh nhân này có suy tim phân suất tổng máu giảm. Tuy nhiên là với những bệnh nhân mà có phân suất tổng máu từ 40 đến 49%, chúng ta sẽ phải loại trừ có nguyên nhân khác, nhỡ những cái trường hợp là cái gì? Chức năng tim hoàn toàn bình thường đúng không? Hoặc còn những bệnh nhân khó thở do những nguyên nhân phổi. Vì chính vì vậy thì để chẩn đoán là bệnh nhân có suy tim phân suất tổng máu bảo tồn thì chúng ta sẽ phải có thêm các yếu tố khác. Đó là tăng cân nồng độ các peptide lợi niệu, và ở đây chúng ta có xét nghiệm là NT-proBNP hoặc là BNP. Với BNP thì trong ESC năm 2016 họ lấy mốc là 35 picogram trên ml và NT-proBNP là 125 picogram trên ml. Và ít nhất là có thêm một tiêu chuẩn về bằng chứng tổn thương cấu trúc tim, tức là có phì đại thất trái và hoặc có rối loạn cái tổn thương của nhĩ trái, tức là giãn nhĩ trái, và có rối loạn chức năng tâm trương thất trái, thì chúng ta sẽ cùng nghiên cứu kỹ hơn về cái vấn đề này. Tuy nhiên là với những cái tiêu chuẩn chẩn đoán, cái phân loại của suy tim ESC 2016 thì sẽ không đủ để nhận biết nó ở tất cả các nhóm bệnh nhân đến khám. Và vì vậy thì ACC, Hội Tim Mạch Hoa Kỳ năm 2018 đã đưa ra một cái thang điểm gọi là H2PEP. Nó bắt đầu cũng có chữ HPEP là cái suy tim phân suất tổng máu bảo tồn, mà thêm chữ 2 ở đây vì chữ H này nó có hai cái chỉ số. Đó chính là cân nặng của bệnh nhân, hay vi cân nặng của bệnh nhân, nếu như cân nặng trên 30 kg trên mét vuông thì là được tính 2 điểm. Tăng huyết áp được tính là 1 điểm. Tăng huyết áp có thể điều trị 1 hoặc là 2 thuốc. Ở đây thì chúng ta thấy là bây giờ thì là cái xu hướng điều trị là điều trị và phối hợp thuốc cố định liều thấp, cho nên là hầu hết những bệnh nhân có tăng huyết áp thì sẽ được tính là 1 điểm. Bệnh nhân có dung nhĩ
Và dung nhĩ là một trong những cái yếu tố mắc kèm rất thường gặp, và người ta thấy rằng là có 2/3 những bệnh nhân suy tim phân xuất tống máu bảo tồn thì có xuất hiện dung nhĩ, có thể là trước đấy hoặc là dung nhĩ cơn, hoặc là trong quá trình tiến triển của suy tim phân xuất tống máu bảo tồn cũng có dung nhĩ, và nó cũng sẽ là một trong những cái yếu tố tiên lượng ở bệnh nhân có suy tim phân xuất tống máu bảo tồn. Và vì vậy thì với dung nhĩ dù là kịch phát, dù là dung nhĩ cơn hay là dung nhĩ vĩnh viễn thì được tính là 3 điểm. Tăng áp lực mạch phổi, ở đây chúng ta sẽ thấy là áp lực mạch phổi tính là 35mm thủy ngân thì 1 điểm, đấy là theo tiêu chuẩn của ACC năm 2018. Bởi vì là chúng ta sẽ có một cái tài liệu nữa của bệnh nhân, của nhóm bệnh nhân là suy tim bẩm sinh ở người lớn của ACC, thì họ đưa cái chỉ số áp lực mạch phổi này xuống thấp hơn là chỉ có 25 thôi. Bệnh nhân cao tuổi, được định nghĩa là trên 60 tuổi tính 1 điểm, và có trên siêu âm chúng ta có chỉ số là E trên E phẩy. Đấy, y trên y phẩy là trên 9 thì ở đây đã được tính là 1 điểm rồi, thì chúng ta vẫn phải cần đến có siêu âm Doppler mô để chúng ta đánh giá cái chỉ số y phẩy, và từ đó thì đánh giá cái chỉ số e trên e phẩy này. Và ở đây thì với cái số điểm như thế này, tổng điểm sẽ là 9, từ 1 đến 9, và chúng ta sẽ thấy là xác suất của suy tim phân xuất tổng máu bảo tồn nó sẽ nằm cũng tăng dần từ 1 cho đến 9 ở đây. Nếu như mà 1 thì chỉ có cái khả năng của nó chỉ là 0,2%, chỉ là khoảng 20% thôi, nhưng nếu như có cả 9 thì đến 95% là bệnh nhân này có suy tim phân xuất tổng máu bảo tồn. Và chính vì vậy thì người ta nói rằng là người ta tính ra cái điểm, nếu như mà 1 điểm thì chính là cái khả năng bệnh nhân có suy tim phân xuất tổng máu bảo tồn là thấp, còn nếu như trên 5 điểm thì khả năng suy tim phân xuất tổng máu bảo tồn là rất cao, và từ 2 đến 5 điểm thì chúng ta sẽ phải làm thêm các biện pháp khác để đánh giá. Với cái trang điểm HIPEP này thì chúng ta thấy rằng là nó khá là dễ ứng dụng, kể cả ở tuyến cơ sở chúng ta không có những cái mà chúng ta không cần đến những cái chỉ số làm siêu âm rất là cao siêu. Có những cái máy và đánh giá như là spectral tracking thì chúng ta cũng có thể có được một cái khái niệm ban đầu đánh giá xem là bệnh nhân này có nguy cơ bị suy tim phân xuất bảo tồn hay không, với những cái triệu chứng khó thở của bệnh nhân, để chúng ta có một cái thái độ điều trị nó phù hợp và nó tích cực hơn. Chỉ có duy nhất là một chỉ số là ở đây là chỉ số E trên E phẩy, thì chúng ta sẽ cần có máy siêu âm Doppler mô. Tuy nhiên tí chúng ta sẽ cùng nghiên cứu thêm về cái chỉ số này, đánh giá nó cũng khá là đơn giản trên lâm sàng. Chỉ cần máy của các bạn có được cái phần mềm Doppler mô là chúng ta có thể làm, nó khá là nhanh, không phức tạp và nó không bị thay đổi quá nhiều theo người làm cũng như là theo thời gian làm. Và đấy là khuyến cáo của Hội Tim Mạch Hoa Kỳ. Còn với Hội Tim Mạch Châu Âu thì đến năm 2019 thì họ đưa ra một cái lược đồ chẩn đoán, tức là người Mỹ thì rất là thực dụng, họ đưa ra những cái chỉ số rất là đơn giản, dễ áp dụng trên lâm sàng. Còn với châu Âu thì họ gọi là classic hơn, họ rất là chúng ta sẽ điều trị cho bệnh nhân. Với bước đầu tiên thì chúng ta sẽ chỉ là khám lâm sàng, có bệnh nhân hỏi bệnh, khám bệnh thì và lại phát hiện các bệnh lý mắc kèm cũng như là các yếu tố nguy cơ, làm điện tim để đánh giá xem bệnh nhân có rối loạn nhịp hay không, đặc biệt là có dung nhĩ hay không, làm siêu âm thông thường để đánh giá xem là chức năng tâm thu thất trái như thế nào, có tổn thương van tim vân vân hay không. Nếu như có điều kiện thì chúng ta sẽ đánh giá các peptide lợi niệu BNP, NT-BNP và làm cái test gắng sức hoặc là test đi bộ 6 phút để đánh giá xem cái khả năng gắng sức của bệnh nhân như thế nào. Tiếp theo thì với những bệnh nhân có nghi ngờ có hội chứng suy tim phân xuất tổng máu bảo tồn thì sẽ làm thêm hai cái xét nghiệm nâng cao hơn, tức là cái gọi là diagnostic workup này, thì chỗ gồm có là siêu âm tim nâng cao kỹ hơn một chút và làm peptide lợi niệu nếu như mà cái peptide này vẫn, cái marker này chưa được đo trong cái bước 1. Sau đó thì nếu như với hai xét nghiệm này mà chúng ta vẫn chưa khẳng định được, nó vẫn ở cái mức độ trung bình thôi, thì chúng ta sẽ sang bước thứ 3, tức là chúng ta sẽ làm thêm một cái test chức năng để đánh giá, gọi là test gắng sức. Bởi vì là chúng ta như lúc nãy chúng ta phân tích trong sinh lý bệnh, nếu như mà khi mà bệnh nhân nghỉ thì cái triệu chứng của nó sẽ có thể không rõ ràng, nhưng khi gắng sức thì triệu chứng của nó, vì nó cái khả năng tăng phù hợp của hội tuần hoàn trong khi gắng sức ở nhóm bệnh nhân suy tim phân xuất tổng máu bảo tồn này nó không được tốt, cho nên là khi mà gắng sức nó sẽ lộ ra tất cả những cái chỉ số bất tốt, cho nên là khi mà gắng sức nó sẽ lộ ra tất cả những cái chỉ số bất thường. Gắng sức này có thể làm bằng siêu âm gắng sức hoặc là những cái test gắng sức xâm lấn. Và đến bước thứ tư là chúng ta ở những cái cơ sở chuyên sâu, chúng ta có thể có những cái xét nghiệm chuyên sâu để làm đánh giá tìm nguyên nhân của suy tim phân xuất tổng máu bảo tồn, làm cộng hưởng từ tim này, làm sinh thiết cơ tim này, scintigraphy này, chụp CT này, những cái test về gen này, hoặc là những cái test lâm sàng, test cận lâm sàng đặc biệt. Thì ở bước thứ hai, hoàn toàn ở cơ sở
tuyến cơ sở, tuyến tỉnh hoàn toàn các bạn có thể làm được với một cái máy siêu âm hoặc là cái marker, biomarker NT, BNP hoặc là BNP, thì sẽ chia ra, người ta sẽ chia ra là các tiêu chuẩn chính và tiêu chuẩn phụ, gồm trên cái test, cái xét nghiệm về chức năng này, đánh giá về hình thái này, các biomarker tùy theo, bởi vì biomarker là NT, BNP và BNP nó sẽ phụ thuộc vào bệnh nhân có nhịp xoang hay là dung nhĩ, cho nên là cái nồng độ BNP và NT, BNP nó sẽ khác nhau, khi bệnh nhân có nhịp xoang thì nó sẽ thấp hơn, còn khi mà bệnh nhân dung nhĩ thì nó phải cao hơn thì mới được đưa vào là cái tiêu chí để chẩn đoán suy tim phân tích tổng máu bảo tồn. Thì ở đây chúng ta có tiêu chí chính khi mà các triệu chứng của nó rõ rệt hơn, tức là làm siêu âm Doppler mô có E phẩy vách là trên dưới 7 này, thành bên là dưới 10, hoặc là cái trung bình E trên E phẩy 15, tức là chúng ta lấy vách cộng trung bình chia đôi, xong rồi chúng ta E chia cho cái giá trị trung bình đấy mà trên 15, hoặc là cái vận tốc của hở van ba lá trên 2,8, thì đấy được tính là một tiêu chuẩn chính. Và tiêu chuẩn phụ khi mà cái chỉ số này nó thấp hơn, tức là E trên E phẩy từ 9 đến 14, hoặc là GLS, tức là cái chỉ số mức độ co ngắn sợi cơ theo chiều dọc ở trên siêu âm Doppler mô, spectral tracking mà dưới 16 thì cũng được tính là một cái tiêu chuẩn phụ. Thì ở đây nó bắt đầu có chứng tỏ rằng là có rối loạn chức năng tâm thu. Về hình thái thì chúng ta sẽ dựa trên cái chỉ số của siêu âm thất trái, thể tích thất trái này theo thể tích thất trái theo mét vuông da này, hoặc chỉ số thể tích thất trái đấy, hoặc là thể tích của thể tích nhĩ trái tức là trên 34, hoặc là thể tích thất trái thì là 149 hoặc là 122 gram trên mét vuông, tùy theo đấy là nam hay là nữ. 149 là cho nam và 122 là cho nữ, hoặc là cái bề dày thành thất trái tương đối, tức là tính là thành sau thất trái nhân đôi chia cho cái đường kính cuối tâm trương thất trái trên 42, thì sẽ tính là được tính là một tiêu chuẩn chính. Còn tiêu chuẩn phụ thì là nhĩ trái, thể tích nhĩ trái, chỉ số thể tích nhĩ trái từ 29 đến 34 này, chỉ số thể tích thất trái từ 1,15 với nam và 9,5 với nữ, hoặc là bề dày tương đối thành thất là trên 0,42, hoặc là bề dày thành thất trái trên 12 thì họ tính là một tiêu chuẩn phụ và vân vân. Ở đây với biomarker thì có NT-proBNP, phần lớn thì các trung tâm chúng ta sẽ có NT-proBNP, thì với nhịp xoang sẽ là 220, cái mốc của nó là 220, còn với dung nhĩ nó sẽ là mốc là 660. Thì và với minor tức là tiêu chuẩn phụ thì chỉ có NT-proBNP là từ 125 đến 220. Và nhịp dung nhĩ thì khi mà NT-proBNP từ 365 đến 660. Và cứ mỗi điểm này thì mỗi điểm chính, mỗi cái tiêu chuẩn chính này chúng ta sẽ tính là 2 điểm, và mỗi tiêu chuẩn phụ thì tính là 1 điểm. Thì nếu như cộng lại, nếu như trên 5 điểm thì chúng ta sẽ kết luận là bệnh nhân này có suy tim phân xuất tổng máu bảo tồn. Còn từ 2 đến 4 điểm chúng ta sẽ cho bệnh nhân đi làm thêm cái test gắng sức, có thể là làm bằng siêu âm hoặc là bằng test gắng sức xâm lấn. Chú ý một chút là với cái biomarker này thì sẽ chú ý là bệnh nhân có kèm theo các bệnh lý không, ví dụ như bệnh nhân béo phì thì có thể là cái NT-proBNP vẫn bình thường nhưng bệnh nhân vẫn có thể có suy tim phân xuất tổng máu bảo tồn vẫn là tăng, còn hoặc là bệnh nhân có suy thận, bệnh nhân cao tuổi thì cái tỷ lệ NT-proBNP nó cũng sẽ cao hơn. Và một trong những cái chỉ số rất là quan trọng, đúng không ạ, để đánh giá suy tim phân xuất tổng máu bảo tồn là đánh giá cái chức năng tâm trương ở trên siêu âm. Và ở đây thì theo hội khuyến cáo của hội siêu âm tim Hoa Kỳ năm 2016, chúng ta sẽ 4 cái chỉ số để đánh giá trên siêu âm tim, đó là E trên E phẩy trung bình, chỉ số E phẩy của vách dưới 7 này, chỉ số E phẩy thành bên là dưới 10, thành bên bao giờ nó sẽ cao hơn ở vách, vận tốc của hở van ba lá trên 2,8 và chỉ số thất trái là trên 34 ml trên mét vuông. Thì nếu như có trên 50%, tức là có từ 3 cái chỉ số này trở lên dương tính thì bệnh nhân này có rối loạn chức năng tâm trương thất trái. Còn nếu như mà chỉ có 1 hoặc 2 chỉ số thôi thì chúng ta sẽ kết luận là bệnh nhân này có chức năng tâm trương bình thường. Còn nếu như mà có khoảng 3 thì có 50%, tức là có 2, có 1 thì là bình thường. Còn nếu như mà có 2 thì chúng ta sẽ phải làm cho bệnh nhân đi làm gắng sức để đánh giá thêm các chỉ số này thay đổi như thế nào khi bệnh nhân gắng sức. Ở đây là cái hình ảnh mà chúng ta đo sóng E và E phẩy. E sóng E sẽ đo ở đầu của van hai lá, trong thời kỳ tâm trương chúng ta sẽ ghi nhận lại được cái dòng của van hai lá. Đây là sóng E và đây là sóng A. Sóng E là sóng độ đầy thụ động của thất trái và sóng A là sóng nhĩ bóp để đưa máu xuống nhĩ xuống thất. Còn với Doppler mô thì chúng ta sẽ bật Doppler mô lên và chúng ta sẽ đặt ở vòng van, vị trí nối tiếp của van hai lá vào vòng van ở vách liên thất, đây là của vách, và ở thành bên, đây là thành bên lateral, thì vách là nếu như mà dưới 7 hoặc là thành bên dưới 10 thì chúng ta sẽ là có vấn đề. Và chúng ta sẽ tính là E phẩy của vách cộng với E phẩy của thành bên, chúng ta tính trung bình cộng của hai con chỉ số này và chúng ta lấy sóng E chia cho chỉ số trung bình cộng thì chúng ta có E trên E phẩy trung bình. Đây là cái chỉ số đo có hở van ba lá. Bệnh nhân này là có tăng vận tốc qua van ba lá. Đo thể tích nhĩ trái thì chúng ta sẽ đo ở cuối thời kỳ tâm thu.
và đo ở mặt cắt 4 buồng và mặt cắt 2 buồng. Chúng ta vẽ ra và trong máy nó sẽ cho chúng ta cái phần mềm để tính ra thể tích nhĩ trái, và chúng ta vào chiều cao cân nặng của bệnh nhân, nó sẽ tính ra BSA và chúng ta sẽ tính được cái chỉ số thể tích nhĩ trái, tức là thể tích nhĩ trái trên mét vuông ra là bao nhiêu, và trên 34 thì là có tăng thể tích nhĩ trái. Thì đó là những cái chỉ số để giúp chúng ta chẩn đoán suy tim phân suất tổng máu bảo tồn. Và sau khi chúng ta được chẩn đoán rồi thì bao giờ cũng sẽ là điều trị cho bệnh nhân. Thì khuyến cáo của Hội Tim Mạch Châu Âu cũng như là năm 2016 cũng như là của Hội Tim Mạch Hoa Kỳ năm 2017 họ tương khá là tương đồng về cái điều trị này. Là với những bệnh nhân có suy tim phân suất tổng máu bảo tồn hoặc là suy tim phân suất tổng máu trung bình, trung gian, thì chúng ta đều phải tìm những cái bệnh chúng ta biết rằng là trong những bệnh nhân có suy tim phân suất bảo tồn thì cái chức năng tâm trương kiểu gì cũng bị tổn thương, cũng bị ảnh hưởng, và vì vậy thì chúng ta sẽ tránh làm cho nhịp nhanh, bởi vì là nhịp nhanh thì nó sẽ làm ngắn cái thời gian tâm trương và nó làm cho chức năng tâm trương càng bị kém đi. Thì với những bệnh nhân, đặc biệt là với những bệnh nhân rung nhĩ, thì chúng ta có thể sử dụng digoxin hoặc là chạy beta để làm chậm nhịp. Và với những bệnh nhân rung nhĩ thì bao giờ chúng ta cũng phải xem xét xem là có thể chuyển nhịp cho bệnh nhân được về nhịp xoang hay không. Thì chúng ta sẽ có thêm một cái slide về điều trị cho bệnh nhân rung nhĩ. Kiểm soát huyết áp, mạo huyết áp, tăng huyết áp cũng là một trong những cái bệnh lý mắc kèm rất thường gặp ở bệnh nhân có suy tim phân suất tổng máu bảo tồn, và chúng ta sẽ sử dụng tất cả các nhóm thuốc để điều trị làm sao mà đưa được con số huyết áp về huyết áp đích 130/80 với những bệnh nhân có thể dung nạp được, và bệnh nhân cao tuổi hơn thì 140/90. Các bệnh lý mắc kèm khác thì chúng ta cũng sẽ phải tối ưu hóa cái việc điều trị các bệnh lý này, đặc biệt là khi bệnh nhân có rung nhĩ để béo phì hoặc là tiểu đường. Lợi tiểu quai thì chúng ta sẽ sử dụng để làm hạn chế cái tình trạng ứ dịch, cũng như là phải theo dõi, và khi mà điều trị lợi tiểu thì đương nhiên chúng ta phải theo dõi chặt chẽ chức năng thận, và nhất là những bệnh nhân suy tim phân suất tổng máu bảo tồn thì có thể kèm theo những cái rối loạn chức năng thận rồi. Và với những bệnh nhân này thì cái việc mà hướng dẫn cho bệnh nhân tập thể lực một cách vừa phải phù hợp nó rất là quan trọng, bởi vì cái việc tập này, cái việc phục hồi chức năng này nó sẽ cải thiện cái khả năng gắng sức của bệnh nhân cũng như là chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân. Còn về điều trị thuốc thì điều trị khác thì chúng ta thấy là với những bệnh nhân có bệnh lý mạch vành thì chúng ta cũng có thể tái thông mạch vành này, hoặc là điều trị dung nhĩ theo khuyến cáo này. Còn với những bệnh nhân có tăng huyết áp thì chúng ta sẽ điều trị chạy beta, ức chế men chuyển, ức chế thụ thể vân vân theo đúng là khuyến cáo. Đây là cái lược đồ, chúng tôi sẽ nhắc lại một chút về cái lược đồ tăng huyết áp của ISS hoặc là hội tăng huyết áp quốc tế năm 2020 đó. Chúng ta có 4 bước điều trị kết hợp mà ức chế men chuyển hoặc ức chế thụ thể với cả chạy kênh canxi này. Bước thứ hai là dùng phối hợp với liều, có thể là phối hợp liều thấp này, sau đấy chúng ta tăng liều tối đa này, sau đấy thì phối hợp thêm 3 thuốc này, và cuối cùng là chúng ta sẽ phối hợp với spironolactone hoặc các thuốc khác này. Và chạy beta sẽ dùng khi mà bệnh nhân có chỉ định, ví dụ như bệnh nhân có mạch vành hoặc là có suy tim. Và ở đây thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái mục đích cuối cùng là chúng ta đạt được con số huyết áp về con số huyết áp mục tiêu. Còn với bệnh nhân rung nhĩ thì chúng ta sẽ có một cái khuyến cáo năm 2020 của Hội Tim Mạch Châu Âu, đúng không ạ? Với cái phác đồ điều trị là ABC. Đầu tiên là tránh các tai biến mạch não này, quản lý triệu chứng tốt hơn này. Và ở đây với bệnh nhân có suy tim phân suất tổng máu bảo tồn thì quan trọng nhất là chúng ta sẽ khống chế được cái tần số tim cũng như là nhịp tim. Nếu như khống chế được chuyển nhịp được thì chúng ta sẽ chuyển nhịp, còn nếu không chúng ta sẽ khống chế tần số tim, không để tần số tim nhanh quá, và cũng như là điều trị các yếu tố tim mạch khác kèm theo, các bệnh lý khác kèm theo. Còn nếu với suy tim phân suất tổng máu giảm thì chúng ta có rất nhiều thuốc đã chứng minh được là có thể cải thiện tiên lượng, ví dụ như là thuốc tác dụng hệ renin, angiotensin, aldosterone, như là thuốc ức chế men chuyển, ức chế thụ thể, hoặc là thuốc kháng aldosterone, các thuốc chạy beta, hoặc là nhóm thuốc acne. Thì ở đây với suy tim phân suất tổng máu bảo tồn, các thuốc này chúng ta thấy rằng là cái lợi ích của nó không rõ ràng. Chúng ta có các nghiên cứu, có 5 cái nghiên cứu lớn, nghiên cứu với digoxin, dic ancillary này, nghiên cứu với các thuốc ức chế men chuyển như là perindoprine, PEP-CHF này, hoặc là với ức chế thụ thể như là với candesartan hoặc ibezartan, hoặc là với spironolactone, thì có vẻ là cái hiệu quả của nó không rõ ràng. Sự khác biệt có vẻ nghiêng về các thuốc đấy, nhưng mà sự khác biệt nó không có ý nghĩa thống kê, nó vẫn chạm cái đường giữa này. Thì cũng có thể do như lúc nãy chúng ta đã nói trong cái phần mà sinh lý bệnh, suy tim phân suất tổng máu bảo tồn là một nhóm bệnh lý mà nó có rất nhiều những cái cơ chế khác nhau, rất nhiều những bệnh lý mắc kèm khác nhau, và như vậy thì nó sẽ làm cho sự phân tán về cơ chế sinh lý bệnh, và vì vậy thì chúng ta khó mà có thể tìm được một cái thuốc nào gọi là một thuốc on drug fit all được, phù hợp cho tất cả các nhóm bệnh nhân được.
Riêng với spironolactone thì chúng ta thấy rằng là nghiên cứu trên 3.445 bệnh nhân suy tim phân xuất tổng máu trên 45, ít nhất là 45%, thì chúng ta thấy là không có sự khác biệt giữa placebo và spironolactone về cái tiêu chí chính, tức là bao gồm có tử vong do tim mạch và nhập viện vì suy tim. Có chăng là chúng ta sẽ thấy là tử vong do tim mạch là không khác biệt, sự khác biệt là không có ý nghĩa thống kê. Còn với nhập viện do suy tim thì có vẻ có sự khác biệt một chút, giảm được khoảng 17% với P là 0.04. Tuy nhiên rằng là cũng nói một chút là ở đây thì cái trong cái thử nghiệm Tocqueville này thì người ta lấy bệnh nhân ở rất nhiều các nhóm ở các nước khác nhau, có thể có ở Bắc Mỹ này, ở Georgia này, ở châu Canada này, rồi là ở Nga này. Thì khi mà người ta phân tích ra, chia nhóm, phân nhóm thì thấy là ở các nhóm bệnh nhân da trắng ở Bắc Mỹ thì có vẻ có hiệu quả, nhưng mà ở những nhóm bệnh nhân ở Nga và Georgia thì không. Và ở đây thì không có bệnh nhân châu Á, cho nên chúng ta cũng không thể biết được là ở bệnh nhân châu Á như bệnh nhân Việt Nam của chúng ta thì spironolactone sẽ có tác dụng như thế nào. Tuy nhiên là trong khuyến cáo của Hội Tim Mạch Hoa Kỳ năm 2017 thì họ cũng nói rằng là ở những nhóm bệnh nhân đặc biệt có suy tim phân xuất tổng máu bảo tồn S trên 45%, tức đúng tiêu chí đưa vào nguyên nhân cứu tốc ghét ấy, có BNP hoặc là có tăng hoặc là có tiền sử nhập viện trong vòng 1 năm, thì phân mức lọc cầu thận trên 30 thì creatinine dưới 2.5, kali dưới 5 thì có thể được xử lý, có thể được sử dụng để làm hạn chế cái tỷ lệ tái nhập viện của bệnh nhân. Tuy nhiên rằng mức khuyến cáo của nó rất là thấp, chỉ là mức độ 2B thôi. Một nhóm thuốc khác là chạy beta thì nebivolol cũng không chứng minh được là có thể cải thiện về tỷ lệ tái nhập viện, về cái các biến cố về chính của tim mạch. Nó có thể cải thiện được ở nhóm bệnh nhân dưới F dưới 35%, trên 35% là không chứng minh được. Một nhóm thuốc mới, đúng không, được coi như là một ngôi sao sáng mới nổi lên trên bầu trời điều trị suy tim, đó là acne, phối hợp với một thuốc ức chế neprilysin và một thuốc tác dụng thụ thể, ức chế thụ thể angiotensin. Thì trong bài trước trong của thạc sĩ Việt Nga chúng ta đã trình bày cơ chế tác dụng của thuốc này rất là rõ rồi, tôi không nhắc lại ở đây nữa. Chúng ta sẽ cùng nghiên cứu một số những nghiên cứu, chúng ta sẽ cùng tham khảo một số những cái nghiên cứu được tiến hành với thuốc này. Thì acne đã được sự phối hợp giữa van giặc tăng và neprilysin và sacubitril, thì chúng ta thấy rằng là nhỏ cái nghiên cứu đầu tiên là nghiên cứu Paramount. Nghiên cứu Paramount là nghiên cứu pha 2, đánh giá xem so sánh giữa acne với cả van giặc tăng thì hiệu quả như thế nào. Chúng ta thấy rằng là nó sẽ giảm được NT-proBNP rất là rõ rệt, giảm được về cấu trúc, tức là tất cả những cái xét nghiệm cận lâm sàng có vẻ tốt, giảm được NT-proBNP, giảm được cái áp lực thất trái. Tuy nhiên rằng là khi mà đánh giá về hiệu quả trên lâm sàng, đánh giá về NIHA thì sự khác biệt là không có ý nghĩa thống kê. Tiếp theo là với nghiên cứu Paragon HF thì đánh giá về so sánh giữa cũng sacubitril và giặc tăng với cả van giặc tăng, thì chúng ta thấy rằng là cái tỷ lệ biến cố phân tích, tức là cái tiêu chí gộp đấy về tái nhập viện do suy tim cũng như là tử vong do tim mạch thì sự khác biệt là không có nghĩa thống kê. Và khi mà phân tích từng cái tiêu chí này, tử vong do tim mạch này, tái nhập viện thì sự khác biệt là cũng không có nghĩa thống kê. Tuy nhiên khi mà chúng ta làm về phân tích dưới nhóm thì chúng ta thấy rằng là có hai nhóm bệnh nhân có thể được hưởng lợi khi chúng ta sử dụng acne, đó là nhóm bệnh nhân nữ ở đây và nhóm bệnh nhân có phân xuất tống máu dưới 57%, thì có vẻ là có sự khác biệt là có ý nghĩa thống kê. Còn ở bệnh nhân nam và trên S trên 57% thì sự khác biệt là không có ý nghĩa thống kê. Chúng ta cũng có thể xem xét đến cái yếu tố này khi mà chúng ta điều trị trên lâm sàng cho bệnh nhân. Và tiếp tục cái nghiên cứu Paragon thì người ta tiến hành thêm nghiên cứu Paralox để so sánh giữa sacubitril và giặc tăng với tất cả những cái thuốc khác điều trị theo theo bệnh nhân, tức là không bắt buộc phải so sánh với van giặc tăng nữa, có thể so sánh với cả enalaprin hoặc là dùng placebo để xem là cái acne có hiệu quả hơn không so với cả điều trị trước đây của bệnh nhân, so với điều trị chuẩn trước đây của bệnh nhân. Thì chúng ta thấy rằng là với NT-proBNP cái hiệu quả của nó cũng khá là ngoạn mục, của tuần thứ 12 là có giảm, có ý nghĩa thống kê đến tuần thứ 24. Tuy nhiên rằng là cái tiêu chí thứ hai là cái tiêu chí về đi bộ sau 6 phút đi bộ thì sự khác biệt là không có ý nghĩa thống kê. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng là với nhóm acne thì chúng ta cũng sẽ là một cái thuốc mà chúng ta sẽ cần có thêm các nghiên cứu nữa để đánh giá xem là hiệu quả trên lâm sàng thực tế của thuốc này như thế nào. Và hiện tại trên thế giới cũng đang có rất nhiều những cái thuốc được tiến hành thử nghiệm để đánh giá xem là hiệu quả bảo vệ về tiên lượng cho bệnh nhân, cải thiện triệu chứng cho bệnh nhân suy tim phân xuất tổng máu bảo tồn, đúng không? Ở những cái nhóm thuốc mới. Với nhóm thuốc này thì chúng ta đã thấy là với suy tim phân xuất tổng máu giảm thì nó có hiệu quả rất là tốt, có rất nhiều nghiên cứu đã chứng minh được cái hiệu quả tốt hơn so với cả dùng placebo. Ví dụ như là empagliflozin này, dapagliflozin thì với suy tim phân xuất tổng máu bảo tồn chúng ta sẽ chờ cái kết quả của empagliflozin này hoặc deliver này, sotagliflozin là soloid này, hoặc là với spironolactone, sau nghiên cứu Tocqueville thì người ta sẽ tiến hành thêm nghiên cứu Spirit và Spirit HF.
với macitentan là với những bệnh nhân chúng ta thấy là một trong những cái yếu tố nguy cơ những cái bệnh lý mắc kèm là tăng áp động mạch phổi thì người ta sử dụng thử là macitentan xem có tốt không, có thay đổi được NT-proBNP ở nhóm bệnh nhân có suy tim phân xuất tổng máu bảo tồn hay không. Hoặc là verisugiat cũng là một thuốc tác dụng đến GMP vòng thì người ta cũng đánh giá với ở suy tim phân xuất tổng máu giảm thì nó cũng có chứng minh là có cải thiện tiên lượng, thì ở đây người ta cũng tiến hành thêm nghiên cứu vitality xem là chất lượng cuộc sống ở nhóm bệnh nhân suy tim phân xuất tổng máu bảo tồn như thế nào. Sacubitril valsartan vẫn tiếp tục trên con đường của mình, họ perspective để đánh dấu về thay đổi chức năng nhận thức. Hoặc là và hai nhóm thuốc mới là dapagliflozin thì xem là preserve HF. Tuy nhiên rằng là các kết quả này chúng ta vẫn chờ xem là trong tương lai, và nếu như có thì chúng ta sẽ được cập nhật để chúng ta có thể ứng dụng được trên lâm sàng. Tóm lại thì chúng ta thấy rằng là suy tim phân xuất tổng máu bảo tồn là có tỷ lệ ngày càng gia tăng, có nhiều cơ chế sinh lý bệnh, nhiều cơ lý bệnh lý mắc kèm, vì vậy thì cái nhóm bệnh nhân suy tim phân xuất tổng máu bảo tồn này nó sẽ rất là đa dạng về lâm sàng cũng như là về bệnh lý. Và để chẩn đoán thì chúng ta có nhiều thang điểm chẩn đoán, và chúng ta sẽ có thể lựa chọn cái thang điểm nào phù hợp với điều kiện tại cơ sở y tế của chúng ta để có thể áp dụng được. Hiện tại thì chưa có một cái nhóm thuốc nào chứng minh được hiệu quả vượt trội cải thiện tiên lượng cho nhóm bệnh nhân này, và chúng ta cần chờ thêm các kết quả của thử nghiệm lâm sàng trên các nhóm thuốc mới. Tuy nhiên là trong lúc chờ đợi thì hoàn toàn chúng ta vẫn có thể làm được những gì mà chúng ta có, đó là điều trị tích cực các bệnh lý mắc kèm, cá thể hóa điều trị theo những cái bệnh lý mắc kèm của bệnh nhân để có thể đạt được hiệu quả tốt nhất. Bài trình bày của tôi đến đây là hết ạ. Xin cảm ơn sự chú ý của các quý đồng nghiệp.